Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Bích Trâm, đại diện cho Trung tâm Tin học và Ngữ giao Phước Hưng, cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn trong cái kỳ luyện thi văn tiếng chỉ B. Như vậy là hôm trước chúng ta đã hoàn thành xong phần thứ nhất của Reading Comprehension Session A Vocabulary. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Session B Reading Comprehension. Như các bạn thấy trên bảng Session B này thì chúng ta có four item. Item 1, chúng ta gồm có 6 câu, 1 đoạn văn 6 câu. Item 2, chúng ta có 1 đoạn văn với 5 câu hỏi. Item 3, các bạn có 1 đoạn văn với cũng 5 câu hỏi. Và item 4, thì các bạn cũng có 1 đoạn văn và 6 câu hỏi. Như vậy là chúng ta sẽ đi sang item 1. Ở cái đoạn văn thứ nhất thì các bạn nhìn xem ở trang số 5 thì chúng ta có 6 câu hỏi. Như vậy, cái thủ thuật để các bạn làm cái dạng bài tập này là các bạn sẽ đọc câu hỏi trước, tìm từ khóa, sau đó chúng ta sẽ dò xem từ khóa nằm ở đâu trong đoạn văn và chúng ta sẽ xem coi những cái từ đứng trước hoặc những câu đứng trước, những cụm đứng trước từ khóa và đứng sau từ khóa, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm đáp án. Như vậy chúng ta sẽ bước qua item 1. Câu hỏi số 1, what is the main idea of the passage? Như vậy khi các bạn đọc một cái câu hỏi, một loạt câu hỏi của một đoạn văn, các bạn thấy câu này người ta hỏi là main idea thì các bạn sẽ không làm câu này trước, các bạn sẽ để câu này lại. Chúng ta sẽ bước qua câu số 2. Why is Mexico training to be a geisha? Như vậy ở trong number 2 thì chúng ta có 3 từ khóa. Từ thứ nhất, why. Từ thứ hai, training. Từ thứ ba, be a geisha. Như vậy là chúng ta sẽ tìm tiếp coi cái từ khóa này nằm ở đâu trong đoạn văn. Và sau đó chúng ta xem bốn đáp án này đáp án nào đúng. Đáp án A, her parents want her to do so. Đáp án B, her grandfather supported her financially. Đáp án C, she was so lucky to be chosen. Đáp án D, being a geisha is Mexico's dream. Như vậy các bạn sẽ xem lại đoạn văn. Các bạn thấy là ở đoạn văn thì có cho chúng ta một ý. Đó là ở đoạn thứ 2, hàng thứ 3. Xin lỗi, hàng thứ 2 và thứ 3 thì có một cái câu, có hai câu là Mexico's parents want her to go to university, study medicine and become a doctor. But Mexico's grandfather paid for her training and bought the kimono she needs. And it's very expensive to become a teacher. Như vậy dựa vào đoạn này thì các bạn sẽ có đáp án ở trong câu số 2, đó là đáp án B, her grandfather supports her financially. Alright, number 3. What is not a requirement for a geisha? Như vậy là người ta hỏi là cái yếu tố nào sau đây không yêu cầu để cho người ta trở thành một cái người geisha. Như vậy các bạn xem đáp án. Đáp án A, she has to pass on difficult tests and exams. B, she can't stay home during the training. C, she has to learn music. D, she has to play modern instruments. Như vậy các bạn sẽ xem cái đoạn văn và các bạn tìm xem. Ở đoạn số 3, các bạn thấy câu số 2. She has to leave her family and move to a special boarding house called a Mexico house. Câu thứ 2, các bạn thấy là here, she has to learn traditional Japanese art. Như vậy là cái này cũng có trong đoạn văn luôn. Such as playing instruments, performing the tea ceremony. Right. Các bạn tìm xuống tiếp. Ở câu thứ 3, chúng ta có một câu là she has to take many difficult tests and exams. Như vậy là cả ba cái yếu tố này đều có trong câu số 3. Chỉ có đáp án D là she has to play modern instrument là không có thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Number 4. The worksheets in paragraph 3 refer to. Như vậy là các bạn sẽ tìm xem coi cái chữ C ở trong đoạn số 3 nói đến cái gì, hay xin lỗi, nói đến nhân vật nào. A, Mexico. B, a training teacher. C, the writer. And D, a family member. Như vậy các bạn xem chữ C nó nằm ở đâu trong đoạn văn. Vậy chúng ta thấy là chữ C nằm ở câu thứ nhất, hàng thứ nhất của đoạn thứ 3. Như vậy C này, cái từ đứng liền phía trước chữ C là chữ training geisha. Như vậy chữ C sẽ đại diện cho training geisha. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Number 5. Why does the writer mention tea ceremony in paragraph 3? Ở đoạn văn thứ 3, tại sao tác giả nói đến chữ tea ceremony? Vậy chúng ta có 4 đáp án. A, to express that the writer likes tea.
B. To indicate that Asians love tea. C. To give an example of Japanese traditional arts. And D. To show that on Japanese drink teas in special ways. Như vậy các bạn xem coi tea ceremony nằm ở đâu, cũng nằm ở trong đoạn 3 và hàng thứ 3 luôn. Như vậy là các bạn đọc lại nguyên cái câu đó là người ta nói là She has to learn traditional Japanese arts. Cô ta phải học một cái loại hình văn hóa, anh xin lỗi, một cái loại hình nghệ thuật của Nhật Bản, bao gồm những cái gì? Playing instrument, performing the tea ceremony. Như vậy cái ý này chỉ để hỗ trợ, để support cho cái ý là traditional Japanese arts. Như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C, to give an example of Japanese traditional arts. And number 6, the word at, the word then in the paragraph, in the passage refer to. Vậy chúng ta sẽ tìm xem chữ then nằm ở đâu. Then nằm ở trong đoạn cuối cùng. Hàng đầu tiên, a geisha has to serve customer and also entertain them. Như vậy là chúng ta xem chữ then này đại diện cho chữ nào. Chúng ta đọc ngược về phía trước thì chúng ta có chữ customers là danh từ số nhiều. Như vậy chữ then này sẽ chỉ chữ từ customer. Như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án A. Rồi, các bạn theo dõi đáp án trên bảng. Number 1, C. Number 2, B. Number 3, D. Number 4, B. Number 5, C. And the last one, number 6, A. Right. Rồi, chúng ta sẽ đi sang đoạn thứ 2, item 2. Như vậy là các bạn sẽ mở sang trang số 6. Các bạn nhìn xem chúng ta có 5 câu hỏi ở trong cái item 2. Như vậy các bạn cũng giống như lúc nãy, chúng ta sẽ đọc lần lượt từng câu hỏi, và câu hỏi nào nói về cái muốn hỏi mình về ý chính nè, hỏi mình về tựa đề của bài đọc, thì câu hỏi đó chúng ta sẽ để lại hàng ở phần cuối cùng sau khi chúng ta đã làm hết tất cả các cái câu về ý chi tiết. Như vậy chúng ta xem câu số 1, which of the following is the best title for the passage. Như vậy người ta muốn hỏi mình là cái tiêu đề của đoạn văn này là tiêu đề nào phù hợp, thì chúng ta sẽ để lại sau khi chúng ta làm 4 câu còn lại. Number 2, the word threats in line 4, could best replace by. Như vậy là người ta hỏi mình cái động từ threat ở trong cái hàng số 4 thì có thể được thay thế bởi động từ nào sau đây? A, debate, có nghĩa là một cuộc tranh luận, một cái cuộc bàn cãi gì về vấn đề gì đó. B, humiliation, là làm cho ai đó mất mặt, làm cho ai đó vẻ mặt. C, bother, có nghĩa là quấy rầy, làm phiền ai đó. Và D, the risk. Như vậy chúng ta sẽ xem lại ở trang số 5, động từ threat là nằm ở đoạn đầu tiên và hàng thứ tư. Như vậy là chúng ta sẽ đọc cả câu chứa từ đó để chúng ta tìm ra đáp án. At the time, the disease posed a serious threat to people in more than 20 nations. Như vậy là chữ threat ở đây nó có nghĩa là risk, chỉ có động từ đó là động từ phù hợp duy nhất thôi, chữ D, động từ risk. Number 3, what was the goal of the campaigns against smallpox? Smallpox ở đây là một cái căn bệnh gọi là bệnh đậu mùa. Như vậy người ta hỏi là cái mục tiêu của chiến dịch này để phòng chống cái bệnh, để chống lại cái bệnh đậu mùa này là gì? A, to eliminate smallpox worldwide in 10 years. Có nghĩa là người ta sẽ eliminate, xóa bỏ cái căn bệnh này rộng khắp thế giới trong vòng 10 năm. B, to decrease the spread of smallpox worldwide, để giảm cái sự lan rộng của cái căn bệnh này. C, to provide mass vaccinations against smallpox worldwide, là người ta nói là cung cấp những cái số lượng lớn vaccine để phòng chống căn bệnh này. D, to initiate worldwide projects for smallpox, malaria and yellow fever at the same time, để khởi xướng cho cái dự án, cái đề án mà chống lại, phòng ngừa cái căn bệnh smallpox, bệnh đậu mùa, malaria và yellow fever là bệnh sốt vàng da. Như vậy các bạn cũng xem lại ở đoạn văn thì chúng ta có ở câu số 3, chúng ta có từ khóa là goal. Như vậy là chúng ta xem lại ở đoạn văn có một cái chữ đó là global campaign to eradicate smallpox. Rồi câu tiếp theo, the goal was to eliminate the disease in one decade. Ở đây các bạn có từ khóa là one decade, có nghĩa là thập kỷ. Thì như vậy
ở đáp án A của đáp án câu số 3 của chúng ta sẽ là đáp án A, 10 year, 10 năm. Number 4. According to the passage, what was the strategies used to eliminate the spread of smallpox? Người ta hỏi là ở trong cái đoạn văn này, cái strategy có nghĩa là cái thủ thuật hay là cái biện pháp nào để mà người ta có thể loại bỏ cái sự lan truyền, lan rộng của căn bệnh này. Thì người ta cho mình bốn đáp án. A, vaccination of entire village, có nghĩa là cung cấp vaccine cho toàn bộ cái khu vực đó. Treatment and individual victim, chữa bệnh từng cá nhân cho từng bệnh người bệnh. C, isolation of victims and mass vaccinations, là cách ly người bệnh và cung cấp vaccine cho họ. D, extensive report of outbreak, là người ta sẽ thông báo tới những cái người khác về cái căn bệnh này. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án đúng là đáp án C. Rồi, dẫn chứng của chúng ta nằm ở đoạn số 2, câu số 1, số 2 và số 3, dòng số 1, số 2 và số 3. The strategy was not only to provide mass vaccinations, but also to isolate patients with active smallpox in order to contain the spread of the disease and to break the chain of human transmission. Đó là đáp án, dẫn chứng của đáp án ở câu số 4. And the last one, number 5. The word isolated in paragraph 3, it closes meaning to. Như vậy người ta hỏi mình là cái từ isolated ở trong cái đoạn văn số 3 thì gồm nghĩa cái chữ nào. Như hồi nãy tôi đã nói là isolated có nghĩa là bạn cách ly, bạn cho người bệnh ở một cái khu vực riêng biệt. Thì chúng ta có từ đồng nghĩa của nó là từ separate, đáp án A. Chúng ta đã vừa kết thúc xong cái đoạn văn số 2. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang đoạn văn số 3, item 3. Đoạn văn số 3 thì người ta nói về một cái body language, một cái ngôn ngữ cử chỉ. À, ở đoạn văn số 2 chúng ta còn câu số 1 nãy chúng ta chưa làm. Là mình để lại khi mình làm xong hết 4 câu này thì chúng ta sẽ làm quay lại câu số 1. Vậy câu số 1 người ta hỏi là which of the following is the best title for the passage? Đoạn văn sau đây thì cái tiêu đề nào là phù hợp? Vậy chúng ta có cái tiêu đề phù hợp nhất là tiêu đề của chữ C, The Eradication of Smallpox. Right, câu bài số 3. Number 1, câu số 1. It is mentioned in the passage that many gesture gì đó. Đây cũng là một câu hỏi nói về ý chung nhất, ý tổng quát nhất. Chúng ta cũng sẽ để lại sau khi chúng ta làm hết những câu kia chúng ta mới quay lại làm. Number 2, people not ở đây có nghĩa là gật đầu. They have to say no in. Như ở Việt Nam mình. Ví dụ not thì mình gật đầu có nghĩa là mình đồng ý đồng tình với một cái vấn đề gì đó. Còn ở cái nước nào mà người ta gật đầu có nghĩa là người ta nói no, không đồng ý, không đồng tình trong một trường hợp nào đó. Thì như vậy nó ở mức nào các bạn sẽ xem lại ở đoạn văn trang số 6. Từ khóa của chúng ta là từ not và từ no. Như vậy là chúng ta xem ở đoạn số 2. If you want to give someone the not in Bulgaria, you have to not, you have to say no and shake it to say yes. Nó sẽ ngược lại với mình. Gật đầu có nghĩa là no và lắc đầu có nghĩa là yes. Như vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây sẽ là đáp án B, Bulgaria. Number 3. In the Middle East, people don't use their left hands for eating because they use their left hand chấm. Right, vậy chúng ta xem coi ở cái vùng Trung Đông thì họ không sử dụng tay trái khi mà ăn uống. Tại sao? Thứ nhất, A, when going to the bathroom khi mà họ đi tắm. B, to clean their table and chair, lau bàn và lau ghế. C, when preparing the meal, chuẩn bị bữa ăn. D, to put in their pockets, sọt tay vào túi, bỏ tay vào túi. Như vậy các bạn cũng xem coi từ khóa chúng ta ở câu số 3 là nằm ở cụm đầu tiên, in the Middle East. Vậy chúng ta trở sang đoạn văn, chúng ta thấy in the Middle East nó sẽ nằm ở đoạn số 3, dòng thứ 2. Vậy chúng ta sẽ đọc hết cả câu chứa nó và chúng ta tìm ra đáp án. In the Middle East, you should never show the soles of your feet or show on other two. As is, we will see a great in zones. When eating, use only your right hand because they use their left hand
when going to the bathroom. Như vậy là đáp án đúng của chúng ta đây là đáp án A, bathroom. Number 4, which of the following is not true according to the passage? Đọc văn cho đây thì cái tí nào sau đây là không đúng theo như bài đọc. A, in French, ở Pháp, people shouldn't rest their fish on the table. Người ta không được để chân của mình lên trên cái bàn. B, in Belgium, snapping your finger at someone is very rude. Và khi mà snapping có nghĩa là bạn búng tay hoặc là bạn dùng tay để chỉ vào ai đó thì người ta nói là rất là rude, là thô lỗ. C, in Myanmar, people greet each other by clapping hands. Họ chào nhau bằng cách clap hand, vỗ tay. Clapping là vỗ tay, vỗ tay. D, in China, Trung Quốc, the OK signs mean money. Người ta sử dụng cái ký hiệu OK có nghĩa là tiền bạc. Như vậy chúng ta sẽ trở sang xem coi từng nơi nói về những cái ý có giống với đáp án của mình hay không. Thì chúng ta có là French thì người ta nói ở đoạn thứ ba câu đầu tiên, you shouldn't rest your fish on the table chair, thì câu này đúng. Rồi, ý thứ hai, in Belgium, như vậy là pointing with your index finger or snapping your finger at someone is very rude, cũng có luôn. Number letter C, in Myanmar, thì Myanmar nằm ở đoạn thứ tư. People greet each other by clapping, là vỗ tay. Như vậy cái này cũng đúng. Vậy chúng ta loại trừ ba đáp án trên, chúng ta còn lại đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. In China thì OK signs mean money. Như vậy là ở Trung Quốc người ta nói là in China it means nothing or zero. Như vậy là người ta sử dụng OK có nghĩa là không có gì hết hoặc là zero, số 0. Rồi, như vậy là chúng ta có đáp án đúng của câu số 4 là đáp án D. Câu số 5, the word other in paragraph 3 refer to. Cái chữ other ở trong đoạn văn thứ 3 thì nói về cái gì? Đoạn 1, đoạn 2 và đoạn thứ 3, chữ other in đậm đó các bạn. Thì other này nói về, bạn cũng đọc hết cả cái câu đó luôn. In the Middle East, you should never show your shoes of your fish or shoes to other as it will be seen as a gray in zones. Như vậy là cái chữ other ở đây có nghĩa là other people. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Vậy chúng ta quay trở lại number 1, khi chúng ta đã làm hết 4 câu này thì ý chính của đoạn văn là A. Many gestures are used in greeting among men and women. Cái này mình không có nói về đặc biệt là về nam với nam hay với nữ. Như vậy là đáp án A sai, chúng ta loại bỏ. Đáp án D, many gestures are not used to communicate our feeling. Như vậy ở đây cũng không có nói tới cái vấn đề này nha. Người ta sử dụng cái ngôn ngữ cử chỉ để giao tiếp hoặc là để đưa ra để thể hiện cái cảm xúc, cái tình cảm của ai đó. C, many gestures can be used to greet each other in public. Người ta cũng không đề cập đến là sử dụng ngôn ngữ cử chỉ để giao tiếp hoặc để chào hỏi ai đó ở những cái nơi công cộng. Còn đáp án D, many may mean different things in different countries. Như vậy chứ chúng ta đã đọc hết cả đoạn văn thì ở nước này cái biểu tượng này hoặc là cái ký hiệu này, cái ngôn ngữ cử chỉ này thì nó mang ý nghĩa khác. Còn ở quốc gia khác thì cái ngôn ngữ cử chỉ này nó cũng mang cái ý nghĩa khác. Như vậy đáp án đúng của câu số 1 là đáp án D. Rồi, chúng ta đã vừa hoàn thành xong item 3, đoạn văn số 3. Thì chúng ta sẽ bước sang đoạn văn cuối cùng của phần B, item 4. Item 4 thì chúng ta có 6 câu hỏi. Như vậy chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước. Number 1, what is the main topic of the passage? Như vậy một cái câu hỏi mà về ý chính thì người ta có thể dùng chữ main idea hoặc main topic hoặc là những cái câu hỏi hỏi về cái ý tổng quát khác thì chúng ta sẽ để nó sang một bên. Sau khi chúng ta đã làm xong những câu hỏi chi tiết thì chúng ta sẽ quay lại câu hỏi này. Number 2, travelers are urged by experts to read and listen to safety instructions gì gì đó. Rồi, chúng ta xem đáp án A, before locating the exit. B, in an emergency, có nghĩa là trong trường hợp khẩn cấp. C, if smoke is in the cabin. And D, before taking off. Như vậy ở trong cái chỗ khoảng trống này chúng ta sẽ điền chữ nào vào đó. Chúng ta sẽ xem coi ở bên trang số 7.
thì chúng ta có cái chữ từ khóa của mình là chữ safety instructions. Như vậy chữ đó sẽ nằm ở cái câu số 3, dòng thứ 3 của đoạn đầu tiên. Như vậy là chúng ta xem từ cái chỗ safety instructions trở về sau, là người ta nói một cái cụm, một cái vế là before take off and ask question if you have uncertainties. Như vậy là chúng ta có đáp án đúng cho câu hỏi số 2 là đáp án D, before taking off, trước khi là cất cánh. Number 2, D. Number 3, according to the passage, airline traveler should keep their feet flat on the floor. Người ta nói là theo đoạn văn thì cái người mà du lịch bằng cái đường hàng không thì nên giữ chân ở trên cái mặt phẳng, trên cái nền. Khi nào? Thì A, during take off and landing, trong suốt cái quá trình máy bay cất cánh và hạ cánh. B, throughout the flight, suốt chuyến bay. C, only if accident is possible, trong trường hợp mà có khả năng xảy ra tai nạn. D, especially during landing, chỉ trong trường hợp đặc biệt khi mà cần hạ cánh thôi. Như vậy chúng ta cũng có từ khóa là từ keep feet flat và chữ floor. Và chúng ta sẽ trở sang đoạn văn xem những từ khóa này nằm ở đâu. Như vậy là chúng ta có từ câu trả lời của chúng ta sẽ nằm ở chỗ câu số dòng thứ 7, đoạn đầu tiên. Before take off, you should locate the nearest exit. Rồi, chúng ta còn một cái câu ở trên nữa là during take off and landings, you are advised to keep your feet flat on the floor. Như vậy, câu trả lời của chúng ta là ở chỗ during take off and landing, number 3, A. Number 4, according to the passage, which exists, ở đây là cái nói khó, should an airline passenger locate before take off? Như vậy là người ta nên bám vào cái lối thoát nào sao khi mà trước khi máy bay cất cánh. Rồi, vậy chúng ta sẽ trở sang đoạn văn, sang đây. Dòng thứ 7 của đoạn đầu tiên. Before take off, you should locate the nearest. Chúng ta phải xác định xem cái lối thoát gần mình nhất là ở đâu để đề phòng những trường hợp mà máy bay có sự cố. And an alternative exit and count the round of seats between you and the exit. Cả một cái câu đó, nhưng mà chúng ta chỉ lấy một cái vế đầu tiên thôi, là before take off you should locate the nearest exit. Cái nearest exit ở đây có nghĩa là cái lối thoát nào mà gần với hành khách nhất. Như vậy đáp án đúng ở câu số 4 là đáp án C. Number 5, it can be inferred from the passage that people are more likely to survive fire in aircrafts if they Đáp án A, read airline safety statistic. B, wear a safety belt. C, keep their heads low. D, don't smoke in or near a plane. Như vậy là chúng ta có cái từ khóa là chữ fire. Chúng ta sẽ trở sang đoạn văn xem chữ fire nó nằm ở đâu. Như vậy là đáp án đúng ở trong câu số 5 không có nằm trong đoạn văn, mà chúng ta phải đọc cái đoạn đó rồi sau đó chúng ta mới suy luận ra được. Vậy là câu số 5 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Number 6, câu số 6, airline passenger are to do all of the following except. Những cái người mà hành khách đi du lịch bằng máy bay, những hành khách trên máy bay thì họ phải làm gì? Ngoại là những cái điều sau đây, ngoại trừ điều nào họ không làm thì xét là ngoại trừ. Như vậy A, carry personal belongings in an emergency. Belonging có nghĩa là những cái đồ đạc, personal belongings có nghĩa là đồ đạc cá nhân, đồ dùng cá nhân. B, fasten their seat belt before take off. Fasten seat belt có nghĩa là cắt dây an toàn. C, locate the nearest exit, xác định cái lối thoát gần với mình nhất. D, ask question about safety, hỏi những cái người trên máy bay về cái vấn đề an toàn của máy bay. Như vậy, như chúng ta đã đọc hết bài rồi thì hồi nãy là có 3 ý B, C và D nằm trong đoạn văn. Chỉ có cái ý duy nhất là ý của đáp án A là không nằm trong đoạn văn thôi. Như vậy là number 6 đáp án của chúng ta là đáp án A. Vậy
chúng ta sẽ quay trở lại câu số 1. What is the main topic of the passage? Right. Ý chính của bài văn này là gì? Như vậy chúng ta xem A. Guidelines for increasing aircraft passenger survival. Cái hướng dẫn để làm giảm đi, để làm tăng lên cái sự sống sót, còn sống lại, sống sót của những cái hành khách đi máy bay. B. Airline industry accident statistics, những cái thống kê về cái tai nạn máy bay. C. Procedure for evacuating aircraft. Và D. Safety instruction in air travel. Như vậy chúng ta đọc hết bài thì chúng ta thấy cái đáp án nãy giờ người ta chỉ mình là những cái cách mà hành khách nên làm thế này, làm thế nọ khi mà họ đi bằng máy bay. Nhưng mà đáp án đúng của chúng ta đây là đáp án A. Number 1, A. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong cái phần section B, 4 đoạn văn. Và sau đây chúng ta sẽ đi tiếp phần section C.